Nam kính chào quý khán giả, kính thưa quý vị, hôm nay là chiều ngày thứ sáu, 21 tháng 10, 2022. Chúng tôi đang có mặt tại, tại buổi trình diễn ở vở tuồng cải lương Thái hậu Dương Vân Nga do chương trình cổ nhạc phương Nam thực hiện tại đài truyền hình SPTN thành phố Grand Nam California và để biết thêm chi tiết về vở tuồng này cũng như là việc thực hiện, chúng tôi đã được nghệ sĩ Tuấn Châu cho biết thêm chi tiết. Yeah. Uh, trong kính chào anh um, Phạm Đại Nam, tôi chào uh, quý vị khán giả của đài uh, truyền hình FTN uh, chương trình của nhạc phương Nam bây giờ là đoàn cải lương phương Nam sẽ hát trọn tuần uh, Dương Dân Nga Thái hậu, uh, tôi chào lần đầu tiên uh, anh Trúc Hồ uh, giám đốc đã cho tôi chào thực hiện trọn tuần cải lương, uh, coi như là nó là quy mô hoành uh, tráng, sân khấu rất là đẹp, uh, tôi chào mong quý vị khán giả uh, hưởng ứng à, thương mến chương trình cộng nhạc phương nam thương mến đoàn cải lương phương nam thương mến đài truyền hình fptn tại vì cái 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 khâu bán vé nó không được bao nhiêu vé chỉ có 100 vé thôi thành ra nhờ mạnh thường quân có thể ủng hộ thì đài truyền hình có kinh phí để dựng mỗi tháng hoặc là hai ba tháng có một vở tuồng cho quý vị khán giả xin cảm ơn rất nhiều à, từ một ý tưởng như thế nào mà À, Tuấn Châu cũng như đài SCTN à, cố gắng thực hiện cái vở tuồng mà chúng tôi biết là thực hiện rất là công phu. Dạ. Yeah. Yeah, ý tưởng thì ra năm sáu năm nay rồi. Nhưng mà theo Tuấn Châu thì bây giờ à, ngoài sao có màn hình lép rất là đẹp, mình có thể mình chuyển cảnh rất là gì cải lương mình cần cần chuyển cảnh. Bây giờ cái cảnh trí thì rất là đẹp, thành ra Tuấn Châu cái đó là là cái đam mê càng thêm đông lúc cho Tuấn Châu làm trọn tuồng cải lương. Dạ. Yeah. Và qua cái uh, buổi trình diễn lần đầu tiên chọn một vở tuồng này thì uh, nếu mà có sự ủng hộ cũng như là của SBTN cũng như của của quý khán giả thì chương trình một cái vở tuồng kế tiếp hy vọng là cái vở tuồng gì? Dạ, à, tôi chào à, cũng đang chuẩn bị trong bệnh à, trong trong người rồi là đó là tuồng tiếng trống mê linh. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Trong số khán giả tham dự, chúng tôi thấy có sự hiện diện của hòa thượng Tích Minh Mẫn viện chủ chùa Huệ Quang. À, một thở cách đây cũng khá lâu gần hơn. À bốn mươi mấy năm về trước thì cái tường thái hậu duyên nga uh, do chị thanh nga về chính thì uh, những cái kỷ niệm đó mà khi lúc đó thì tôi cũng còn uh, vừa phải cái đứng tuổi thôi thì uh, tôi rất là ái mộ uh, uh, về một những nghệ sĩ tài ba như chị thanh nga uh, chị của anh bảo quốc thì uh, trong hôm nay được uh, thực hiện lại uh, cái vở tường thái hậu duyên nga ở phòng thâu Studio của SPTN tại Orange County, miền Nam California. Chúng tôi rất là sung sướng đến đây để tham dự buổi khai mạc này. Mong rằng quý vị khán thính giả ở trên các băng tầng cũng như ở trong và ngoài nước sẽ coi những nghệ thuật của những nghệ sĩ thế hệ sau này đóng vai có đầy đủ những cái nét cái đẹp văn hóa Việt Nam được đóng góp tại hải ngoại và nghệ sĩ Cẩm Thu trong vai Thái hậu Dương Vân Nga cho biết cảm nghĩ khi nhận vai này. Thì Cẩm Thu xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả kính mến. Tất tình thì khi dựng lại Thái hậu Dương Vân Nga, Cẩm Thu rất là cảm xúc. Tại vì gia diễn này là đã từng các bậc cô chú rồi đã diễn qua rất là nhiều. Nhưng hôm nay ở FCN thì đoàn của nhà phương nam uh, dựng lại cái dở này uh, với một phong cách mới để uh, gửi đến quý vị khán giả và giai thái hậu duyên nhân nga này thì uh, nói chung thì cảm thu diễn thì cũng rất là áp lực là tại vì những cái người uh, đàn cô đàn chị đi trước đã diễn rồi um, mà bây giờ mình tái hiện lại một cái nhân vật lịch sử rất là lớn của dân tộc Việt Nam mình thành ra là cảm thu cũng rất là áp lực nhưng mà sẽ cố gắng uh, diễn hết sức mình để cống hiến đến cho quý vị một kịch bản rất hay uh, Dương Dương nga Thái hậu dạ, thưa trong cái vai trò mà Thái hậu Dương Vân nga thì uh, chị thấy có những cái đặc điểm gì uh, chị uh, cố gắng thể hiện để rõ nét uh, cái uh, cái vai trò Thái hậu Dương Vân nga À, thì nói chung là à, một người đàn bà thì à, về chồng sống luôn sống vì chồng vì con nhưng mà thái hội nhi nga đã à, dẹp tất cả là dằn nén tất cả lòng mình khi chồng mất rồi à, con bị bắt cóc rồi à, nguyên một cái cơ nghiệp của, của nhà đinh nhưng mà Thái hậu dân dân Nga đã hy sinh hết là vì uh, một cái hạnh phúc chung của dân tộc Để cho có một cái người uh, cầm quân uh, chiến đấu cho đất nước Thành ra là mới giao uh, binh quyền và giao cái ngai uh, cho Lê Hoàng Nên uh, tôi thấy là nhân vật của dân dân Nga uh, Một cái người đàn bà lịch sử rất là mạnh mẽ và rất là ý chí Mọi chi tiết hãy ủng hộ đoàn cải lương phương Nam Quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại 714-621-5321. Phan Đại Nam tường trình cho SPTN từ thành phố Gangro, Nam California.